Bão số 12 giật cấp 15 đổ bộ Phú Yên Ninh Thuận, mưa to gió giật điên cuồng. Thưa quý vị và các bạn, bão số 12 đang nằm trên vùng biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và gây mưa to, gió giật mạnh cho đất liền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 12, tại Tuy Hòa, Phú Yên có gió giật cấp 11, Ninh Hòa, Phú Yên gió giật cấp 12, Nha Trang, Khánh Hòa gió giật cấp 11. Lúc 7 giờ, tâm bão ở trên đất liền ven biển các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 12, tức là từ 100 đến 135 km/h, giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 15 đến 20 km/h. Tại Nha Trang, hướng gió bắt đầu thay đổi cho thấy dường như cơn bão này đang bắt đầu hoành hành trong khu vực đất liền, mưa nặng hạt hơn và cây xanh rung lắc ngày càng dữ dội. Anh Nguyễn Hoàng Hà, ngụ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết nhà anh bị mất điện từ khoảng 5 giờ 33 sáng. Cây xanh trước nhà gãy đổ trong bão. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bão mà bão lớn kinh hoàng, anh Hà chia sẻ. Tại Phú Yên, mưa vẫn đang rất lớn. Tuy nhiên, gió đã giảm hơn so với lúc đầu giờ sáng. Ở trong nội thành Tuy Hòa, hàng loạt cây xanh bật gốc, ngã đổ la liệt, nhiều dân bị tốc mái, nước mưa chảy xối xả vào nhà, nhiều khu vực của thành phố điện cũng đã cúp hoàn toàn. Bão số 12 đổ bộ vào Phú Yên lúc sáng sớm. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là Bắc Phú Yên giáp với Đại Lãnh, Vạn Ninh của Khánh Hòa. Vùng tâm bão giật trên cấp 11. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết. Tại Bình Định, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, hiện trên địa bàn toàn tỉnh đang có mưa to đến rất to, gió giật cấp 10, cấp 11. Trong đó, khu vực thành phố Quy Nhơn ảnh hưởng nặng nhất và đang mưa rất to. Tôi đang trên đường ra huyện Phù Cát kiểm tra. Hiện trời đang mưa rất lớn, mực nước các sông đang dâng cao. Ở khu vực ven biển, có tuyến đê vẫn an toàn, địa phương cử người chốt trực để theo dõi các khu vực xung yếu. Ông Châu nói. Tại Khánh Hòa, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Mạnh, giám đốc chi nhánh đường sắt ga Nha Trang cho biết, hiện các tàu đến và đi từ ga Nha Trang đang tạm dừng tại các trạm, nhà ga và tất cả đều đảm bảo an toàn. Trong đó, tàu SE2 đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Nha Trang đang tạm dừng ở ga Phong Thạnh, cách Nha Trang 30 km. Tàu SE4 chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội cùng các tàu SE7 và SQN2 đang tạm trú an toàn ở ga Nha Trang. Dù mưa nhỏ nhưng hiện nay ở Nha Trang đang có gió rất mạnh. Trên các tuyến đường sắt có cây xanh và trụ viễn thông gãy đổ chắn ngang. Chúng tôi đảm bảo mọi hành khách đang an toàn, được chăm sóc với thức ăn, nước uống đầy đủ tại các ga, trạm dừng. Khi nào đảm bảo an toàn thì các tàu mới tiếp tục hành trình sượt, ông Mạnh nói. Tại Phú Yên lúc 6 giờ 30 phút. Tại tỉnh Phú Yên có mưa to và gió rất lớn. Anh Minh Chương, 40 tuổi, ngụ thành phố Tuy Hòa, cho biết gió rất mạnh nên cả đêm gia đình không ai dám ngủ. Từ nhỏ đến giờ mới thấy bão mà gió lớn như thế này. Bão rít từng hồi, các vật dụng, mái tôn đập rầm rầm. Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết bão đang đổ bộ vào khu vực Bắc Phú Yên với sức gió trên cấp 11. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có mưa rất to kèm theo gió giật. Khu vực ven biển sóng ập vào cao 3 đến 5 mét. Gió giật tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ngày càng mạnh lên. Một số tòa nhà, công xưởng đã bị tốc mái. Tôn bay hàng chục mét từ trong đất liền ra biển theo sức hút của xoáy bão. Hiện, chưa có thống kê thiệt hại tại thành phố này. Một số khu vực tại thành phố Nha Trang đã mất điện khiến các khách sạn lớn phải vận hành máy phát điện. Trước đó, thông tin cúp điện trong bão đã được cảnh báo trước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng nay, ngày 4 tháng 11, bão số 12, Damer-I đang nằm ngay trên vùng biển các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão số 12 ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, An Nhơn, Bình Định, gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, Tuy Hòa, Phú Yên, giật cấp 10. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận đã có mưa to, một số nơi có mưa rất to như Quảng Ngãi. Dự báo trong 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận với sức gió mạnh nhất cấp 11, 12, giật cấp 15, sau đó suy yếu dần. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 11,
Vị trí tâm bão nằm trên đất liền các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13. Dự báo trong 6 đến 24 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 05 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực miền Nam Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận, bao gồm đảo Lý Sơn, Phú Quý, có gió mạnh cấp 8, cấp 10. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, 12, giật cấp 15. Biển động dữ dội. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Nước dâng do bão ở ven biển các tỉnh từ Phú Yên đến Ninh Thuận từ 0,5 đến 1 mét. Sóng vùng tâm bão 6 đến 8 mét, ven bờ Quảng Ngãi đến Bình Thuận 3 đến 5 mét. Ngoài ra, ven biển Nam Bộ đề phòng triều cường cao trong những ngày tới do thủy triều lên cao kết hợp với nước dâng do gió mùa. Trên đất liền ven biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có gió mạnh lên cấp 10, cấp 12, giật cấp 15. Các khu vực sâu hơn trong đất liền, bao gồm cả Nam Tây Nguyên, có gió mạnh cấp 7, cấp 9, giật cấp 11. Khu vực ven biển các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ có gió giật cấp 6, cấp 8. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận có mưa rất to đến đặc biệt to. Các tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và sông Đồng Nai sẽ xảy ra một đợt lũ. Nguy cơ cao xuất hiện lũ lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên và lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng trũng thấp.